Danny Ings đã từng thể hiện tiềm năng rất lớn trong mùa giải Premier League đầu tiên của anh trong màu áo câu lạc bộ Burnley. Dù có đến 11 bàn thắng ở đấu trường cao nhất nước Anh, nhưng Danny Ings không thể giúp đội bóng của mình tránh khỏi một vé xuống hạng. Chính điều này là bước ngoặt dẫn đến việc tiền đạo này chuyển đến thi đấu cho Liverpool, nơi anh thường xuyên vật lộn với chấn thương, để rồi không thể có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình. Danny Ings quyết định chuyển đến Southampton vào năm 2018. Ban đầu, chữ ký này là một bản hợp đồng cho mượn dài hạn, và cho đến tháng 7 năm 2019, Danny Ings đã chính thức được mua lại bởi Southampton với mức phí 18 triệu bảng. Vào thời điểm đó, thương vụ này được xem là một món hời tuyệt vời dành cho Liverpool. Họ thu lại một khoản tiền lớn cho cầu thủ người Anh thường xuyên gặp phải chấn thương. Trong khi ở mùa giải đầu tiên, khi Ings khoác áo đội bóng thuộc bờ biển phía nam nước Anh, cựu tiền đạo Liverpool ghi được 7 bàn thắng, thì phong độ chói sáng của Danny Ings trong mùa giải này đã giúp anh vươn lên trên bảng xếp hạng bàn thắng. Cũng như trong bối cảnh huấn luyện viên của Tam Sư, Gareth Southgate đang muốn tìm kiếm thêm tiền đạo cho Euro 2020, mà khả năng cao Harry Kane sẽ không thể kịp bình phục chấn thương. Và chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu lý do đằng sau sự hồi sinh của Danny Ings qua những bàn thắng. Liệu rằng đây chỉ là một hiện tượng hay sẽ là nền móng vững chắc cho tương lai với tiền đạo 27 tuổi? Tính đến thời điểm trước vòng đấu 23, Danny Ings đã ghi được 14 bàn thắng sau 22 trận đấu, chỉ sau mỗi Jamie Vardy trong cuộc đua chiếc giày vàng. Với bàn thắng ấn định 2-1 của Southampton trước Leicester, Ings đã có được 16 bàn sau 24 lần ra sân trong mọi đấu trường cho Southampton mùa này. Tiền đạo sinh năm 92, một mình băng băng xuyên thủng màn lưới đối phương để giữ cho những vị thánh thoát khỏi nhóm xuống hạng, và cũng hơn một nửa số bàn thắng của Southampton đều được ghi từ Danny Ings. Các số liệu thống kê đang hướng tới một sự thay đổi đáng chú ý trong hiệu quả ghi bàn so với mùa giải trước. Mùa này, xét ở thời điểm trước vòng 22 Premier League, Danny Ings đã có hiệu suất 0.81 bàn sau mỗi 90 phút, trong khi mùa trước, con số này chỉ nằm ở mức 0.39 bàn. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn tăng lên của tiền đạo người Anh không nằm ở việc Ings có thêm nhiều cơ hội dứt điểm, cũng như tạo được tình huống thuận lợi hơn trước. Danny Ings thực hiện 2.85 cú dứt điểm mỗi 90 phút mùa trước, và số lần dứt điểm trong mỗi trận của anh mùa này cũng chỉ tăng nhẹ 2.99 lần. Tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng của Ings đã tăng vọt, khi có đến 26.9% số cú dứt điểm mà anh trong mùa giải này biến thành bàn thắng, gần gấp đôi tỷ lệ của mùa trước với chỉ 13.8%. Tiền đạo chủ lực của Southampton cũng có được nhiều cú sút trúng mục tiêu hơn vào mùa này, 50% so với 44.8% của mùa trước. Nhưng điều đó không hoàn toàn cho thấy sự gia tăng hiệu quả đáng kinh ngạc của Danny Ings. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng expected goal của Danny Ings cho thấy sự kém hơn. Mùa 2018-2019, anh có 8 bàn thắng so với tỷ lệ expected goals là 10.86. Nhưng đến mùa giải này, tỷ lệ expected goals của Ings chỉ còn là 9.08 với 15 lần nổ súng tổng cộng. Vì lẽ đó, những con số thống kê nói trên hướng đến sự hoàn thiện của Danny Ings cũng như độ nguy hiểm mà anh trước khung thành đội bạn trong mùa giải năm nay. Dưới đây là biểu đồ bàn thắng của Danny Ings giữa mùa giải này so với mùa 2018-2019. Chấm tròn màu tím là bàn thắng, màu xanh là sút trúng đích và ký hiệu X là không trúng đích. Điều ngay lập tức khiến chúng ta chú ý là Danny Ings chú ý hoạt động trong vòng cấm. Cầu thủ này có rất ít cú sút từ bên ngoài khu vực 16-50 và có thể được xem là dạng tiền đạo poacher trong một số khía cạnh nào đó. Tất nhiên, việc so sánh hai biểu đồ cũng cho thấy Danny Ings đã có nhiều cú dứt điểm trúng mục tiêu hơn trong vòng cấm mùa giải trước, trong khi anh cũng ghi được những bàn thắng từ một số góc khó. Đó có lẽ lý do mà expected goals của Ings trở nên vượt trội. Từ hai biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy Danny Ings ghi đến 7 bàn thắng ở trong cũng như xung quanh vòng 5m50 so với chỉ 3 bàn mùa trước. Điều này cho thấy cựu tiền đạo của Burnley và Liverpool đã cải thiện khả năng nhận thức không gian cũng như định hướng vị trí rất tốt để thực hiện một cú dứt điểm và cũng có thể ghi bàn từ những pha phản công hoặc sai lầm của hàng phòng ngự đối phương. Hầu hết những cú sút của Danny Ings đều đi trúng đích mùa này đến từ khu vực trong phạm vi chiều rộng của khu vực 5m50 bởi những cú ra chân ở khu vực trung tâm vòng cấm nhiều hơn, cho phép anh ấy có cơ hội ghi bàn cao hơn. Sự cải thiện trong các phong cách thi đấu của Danny Ings qua những cú dứt điểm báo hiệu điều tốt cho Southampton, khi khả năng di chuyển lẫn định hướng vị trí của cầu thủ này đã trở nên tốt hơn hẳn, không chỉ nằm ở việc may mắn được cải thiện. Ralf Hasenhüttl trở thành thuyền trưởng của Southampton cũng đồng nghĩa với việc đội bóng này chủ động high pressing ngay từ tuyến đầu nhiều hơn so với người tiền nhiệm Mark Hughes. Ings là một mẫu cầu thủ hoàn toàn phù hợp với hệ thống này. Đó là lý do tại sao hầu hết những nhà phân tích chuyên môn đều nghĩ rằng anh ta sẽ phát triển mạnh mẽ Liverpool dưới thời Jurgen Klopp nếu không thường xuyên gặp phải chấn thương. Điều này có thể được chỉ rõ bởi sự khác biệt về chỉ số của Ings.
anh đã thực hiện trung bình 1,96 pha đoạt bóng mỗi 90 phút trên nửa phần sân của đối thủ dưới thời Mark Hughes và có tới 2,6 pha đoạt bóng dưới thời Hasan Hüttl. Hệ thống của cựu thuyền trưởng Rasenborspor Leipzig thường sử dụng hai tiền đạo cùng với cường độ gây áp lực cao hơn, chắc chắn đã giúp Danes không nhỏ khi điều đó buộc hàng thủ đối phương dễ mắc sai lầm để tiền đạo này tận dụng. Mùa này, Ings có trung bình 2,1 lần đoạt bóng ở nửa phần sân đối phương sau 90 phút. Con số tuy có giảm so với mùa trước, nhưng nó cũng đã giúp cầu thủ này ghi ít nhất 3 bàn thắng. Đây là tình huống mà Danes di chuyển gây áp lực lên thủ thành Hugo Lloris và khiến thủ môn người Pháp mắc lỗi và tiền đạo của Southampton đã dễ dàng có được bàn thắng. Một ví dụ khác, lần này là trong trận đấu với Liverpool, Ings pressing thủ thành Adrian và biến đường chuyền của thủ môn này thành pha kiến tạo cho bàn thắng của anh. Hay như trong tình huống này, Danes quan sát thấy Mark Kelly của Crystal Palace sắp sửa chuyền về cho thủ môn bằng một đường chuyền ngắn. Ings nhanh chóng tận dụng tốc độ để cướp lấy đường chuyền của Kelly và ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Southampton. Do đó, khả năng pressing của Danes đã trực tiếp dẫn đến việc anh ghi 3 bàn thắng trong mùa giải này và điều này sẽ tiếp tục xảy ra dưới thời huấn luyện viên Hasan Hüttl. Tuy nhiên, không chỉ có mỗi yêu cầu pressing của huấn luyện viên đã mang lại cho tiền đạo này những bàn thắng, mà sự thông minh và nhận thức không gian của Ings cũng là những yếu tố chính trong sự hồi sinh của anh. Danny Ings là hình mẫu của một poacher nguyên bản trong mùa giải này, ghi bàn trong vòng cấm sau khi cướp lấy đường bóng từ sai lầm của hàng phòng ngự đối thủ. Thông thường, cầu thủ sinh năm 92 cũng thi đấu ngang hàng với hàng phòng ngự đội bạn, trong khi đối tác của Danny Ings có nhiệm vụ lùi sâu hơn. Điều này phù hợp với vai trò của Ings vì anh có tốc độ tốt và có thể vượt qua bằng những đường chuyền dài ra phía sau hàng phòng ngự đối phương. Cùng với đó là sự thông minh của Danny Ings trong những chuyển động trên sân, định hướng vị trí cũng như canh thời gian chạy của anh. Ở tình huống dưới đây, khi trái bóng vẫn còn trên không, Danny Ings đã bắt đầu chạy ra phía sau hàng phòng ngự Newcastle. Khi hậu vệ đối phương để bóng bật ra, Danny Ings được đưa vào thế dễ dàng ghi bàn. Như đã đề cập, Ings thường sử dụng tốc độ của mình để vượt qua sau lưng hàng thủ đối phương, qua đó giúp anh dễ dàng đối mặt với thủ môn nhất có thể. Một ví dụ trong pha bóng này, Danny Ings nhận ra David Luiz có xu hướng dâng lên trong khi Socrates vẫn đang giữ vị trí. Do đó, anh đã tìm cách chạy vào khoảng trống bị hàng thủ Arsenal bỏ lại cánh phải. Redmond tìm thấy người đồng đội của mình và tiền đạo sinh năm 92 lại tiếp tục có được một bàn thắng. Có thể thấy, khả năng nhận thức không gian và chuyển động của Danny Ings cho phép anh chiếm được vị trí thuận lợi so với hậu vệ đối phương, mà không cần quá nhiều thời gian lẫn công sức để thực hiện những pha qua người hay phối hợp, để rồi từ đó cầu thủ này có thể nổ súng một cách dễ dàng. Sự cải thiện trong khả năng ghi bàn của Danny Ings ở mùa giải năm nay đến từ nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như vị trí sút tốt hơn, cường độ pressing, nhận thức và cách di chuyển cực kỳ thông minh. Danny Ings có vẻ như sẽ tiếp tục đạt được phong độ cao của mình ở Premier League và anh đã chứng minh cho tất cả thấy rằng mình là một tiền đạo nguy hiểm như thế nào với hàng thủ đối phương. Mùa giải mới chỉ vừa bước qua hơn nửa chặng đường và với 14 bàn thắng sau 22 lần ra sân, Ings rõ ràng là một trong cái tên sáng giá nhất cho danh hiệu vua phá lưới Premier League mùa này cùng với Jamie Vardy. Bên cạnh khả năng ghi bàn của mình, những thứ khác của tiền đạo sinh năm 92 cũng cho thấy anh xứng đáng được tin cậy với một đội bóng tầm trung như Southampton, với con số trung bình khoảng 10 đến 15 bàn mỗi mùa kể từ bây giờ. Hơn bao giờ hết, với chấn thương của Harry Kane, rất có thể huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ triệu tập Danny Ings lên đội tuyển Anh để chinh chiến ở Euro 2020, một tương lai mới đang đón chờ với Danny Ings.